Mỗi chặng đường thành công luôn cần có những người bạn đồng hành. Kỷ Nguyên Auto luôn đồng hành cùng bạn trên vạn dặm hành trình. Ngày 11 tháng 4 năm 2001, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Kỷ Nguyên được thành lập và bắt đầu hành trình tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến vận tải đường bộ như vận tải, cung cấp ô tô đầu kéo, semi remote, ô tô tải các loại, phụ tùng chính hãng, lắp ráp phụ tùng, bảo dưỡng, sửa chữa và đại thu ô tô. Ngay từ những năm đầu hoạt động, Kỷ Nguyên đã phát triển nhanh chóng và tự hào trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận tải có uy tín tại Việt Nam, đóng góp không nhỏ vào nền công nghiệp vận tải. Đến nay, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp có tốc độ phát triển mạnh mẽ và là nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ uy tín, là điểm đến tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt động liên quan đến vận tải và thương mại. Hiện nay, công ty Kỷ Nguyên được khách hàng biết đến như một địa chỉ uy tín, một tổng kho chuyên cung cấp các loại xe tải, xe đầu kéo, semi remote và xe chuyên dụng tại Hải Phòng, với vị trí đắc địa nằm tại trung tâm hệ thống cảng biển, khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng, gần nút cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Quảng Ninh, là một trong số rất ít các doanh nghiệp có năng lực nhập khẩu, được các đối tác tin cậy, ủy quyền nhập khẩu, phân phối các thương hiệu semi remote và xe nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Công ty Kỷ Nguyên đã hợp tác và đồng hành cùng với các đối tác nghiên cứu, thiết kế ra các sản phẩm ưu việt, có tính năng nổi trội, mang tính hiệu quả cao trong sử dụng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Việt, tiêu biểu như sản phẩm semi remote Tianjun Full Time, sản phẩm đầu kéo Isuzu, CNC, Dazun. Với quy mô hơn 2 hectare của công ty, bao gồm văn phòng, nhà kho, xưởng dịch vụ, trạm đăng kiểm và không gian sân bãi trưng bày. Nhà văn phòng được xây dựng kiên cố, đầu tư trang thiết bị tiện nghi, hiện đại, gồm văn phòng tổng giám đốc, phòng họp, phòng giám đốc điều hành, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng đối ngoại, phòng nhập khẩu và các phòng ban khác. Xưởng dịch vụ sửa chữa được xây dựng trên diện tích trên 3.000 m², được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại. Với đội ngũ thợ sửa chữa giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, được đào tạo bài bản, công ty Kỷ Nguyên đang dần trở thành điểm đến tin cậy của các đơn vị vận tải trên địa bàn cũng như các tỉnh lân cận. Kể đến như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Bên cạnh cung cấp các dịch vụ sửa chữa, cứu hộ 24/7, sửa chữa theo sự vụ, công ty còn thực hiện ký kết các hợp đồng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trọn gói cho các đơn vị vận tải lớn. Chính vì vậy, công ty Kỷ Nguyên vinh dự được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới theo quy định của pháp luật. Với trên 8.000 m² diện tích bãi trưng bày xe, công ty Kỷ Nguyên luôn có đầy đủ các loại xe để khách hàng lựa chọn như các dòng xe tải, xe đầu kéo một cầu, hai cầu của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, các sản phẩm semi remote, móc chuyên dụng. Đặc biệt các sản phẩm do công ty Kỷ Nguyên cung cấp ra thị trường đều đáp ứng đầy đủ đúng theo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải với tiêu chí mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú, tải trọng cao, chất lượng tốt, chế độ sau bán hàng chu đáo. Các sản phẩm của Kỷ Nguyên ngày càng được khách hàng tin tưởng, yêu mến và lựa chọn. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ ưu việt, có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và liên tục sáng tạo, đổi mới, ban lãnh đạo công ty cũng như các cán bộ công nhân viên của Kỷ Nguyên Auto đã và đang ngày một nỗ lực hoàn thiện, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ vận tải. Thì công ty chúng tôi trong cái định hướng năm 2022 đến về sau này thì công ty sẽ tiến lên các cái bước tiếp theo là sau khi mà đã làm thương mại, đã có được những cái lòng, cái sự tin cậy của khách hàng thì chúng tôi mong muốn là có thể chủ động trong việc phát triển đầu tư nhà máy lắp ráp phương tiện vận tải để chủ động trong vấn đề về cái kỹ thuật ô tô để đưa các cái sản phẩm nó phù hợp hơn nữa về và có giá thành tốt hơn để đưa vào cái thị trường tiêu thụ trong nước. Mong rằng khách hàng luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như là đồng hành cùng chúng tôi, ủng hộ cho chúng tôi có cái động lực để chúng tôi có thể phát triển. Và thứ hai nữa là thực hiện các cái chủ trương của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về cái việc mà xã hội hóa. Chúng tôi có đầu tư cùng theo cái tinh thần xã hội hóa của Thủ tướng, thì chúng tôi có đầu tư vào một cái
chương trình là làm cái trạm đăng kiểm để phục vụ cho các cái doanh nghiệp làm logistics tại Hải Phòng. Cái ngành nghề phục vụ chính là ngành nghề đăng kiểm các cái phương tiện cho cái ngành logistics ở tại Hải Phòng. Không phải đơn vị thương mại đơn thuần, Kỷ Nguyên Auto hoạt động kinh doanh xe tải bắt nguồn từ kinh nghiệm xương máu trong hoạt động vận tải, sửa chữa và cung cấp phụ tùng. Đó là sự khác biệt để tạo nên một sản phẩm chất lượng, bền bỉ theo thời gian, đáp ứng mọi cung đường vận chuyển, mang lại sự an toàn cho người sử dụng và hàng hóa chuyên chở với chi phí phù hợp nhất. Công ty Kỷ Nguyên là đơn vị tiên phong đưa các thương hiệu semi-remorque trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay semi-remorque nhãn hiệu Tianjun Full Time do Kỷ Nguyên phân phối là sản phẩm có chất lượng tốt, tải trọng cao, giá cả phù hợp, được các doanh nghiệp vận tải lựa chọn và đánh giá cao. Sản phẩm chất lượng, thiết kế đẹp và có nhiều ưu điểm vượt trội so với remorque khác trên thị trường. Khung xương được chế tạo từ thép cường lực cao, sắt xi bản rộng, cổ kép, tắp kép dày bao phủ toàn bộ, hàn tự động đường hàn liên tục, remorque cứng, khả năng chịu tải cao, không bị cong võng khi chở nặng hoặc chở hàng đặc thù, khối lượng phân bố không đồng đều, vận hành ổn định, gia tăng khả năng bám đường, hạn chế mài mòn lốp. Kết cấu chịu lực, chống cộng hưởng, chống vặn, chống lật hiệu quả khi chở hàng nặng vào khúc cua hay gặp ổ voi, hố lớn, an toàn cho người sử dụng và hàng hóa chuyên chở. Remorque có thiết kế đặc biệt, phân bổ tải trọng tối ưu lên cụm trục và chốt kéo, giúp tổ hợp xe đầu kéo và remorque chạy êm, bon, nhẹ, bám đường, giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng tuổi thọ đầu kéo. Các dòng xe tải, xe đầu kéo thương hiệu Isuzu, Dajin, CNC do công ty Kỷ Nguyên nhập khẩu và phân phối luôn đảm bảo bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, giá trị khấu hao thấp, phù hợp với mọi điều kiện, cung đường vận chuyển của các đơn vị vận tải trên cả nước. Thấu hiểu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, chỉ có chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ chăm sóc trước và sau bán hàng hoàn hảo mới có thể đứng vững trên thị trường. Đây chính là chìa khóa tạo nên niềm tin của khách hàng đối với công ty chúng tôi, nhằm mở rộng các loại hình dịch vụ cũng như thuận tiện cho việc đi đăng kiểm đối với các phương tiện trả hàng, lấy hàng tại khu công nghiệp Đình Vũ, góp phần vào sự phát triển của khu công nghiệp nói chung và lợi ích của các doanh nghiệp vận tải nói riêng. Đặc biệt tháng 6 năm 2020, với sự hợp tác của công ty cổ phần cơ khí ô tô BCT, chúng tôi đã ra mắt quý khách hàng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1506D với các trang thiết bị tiên tiến bậc nhất cũng như các thủ tục dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu. Trạm đăng kiểm xe cơ giới 1506D được ra đời với thiết kế 4 dây chuyền cùng các thiết bị tiên tiến bậc nhất của Cộng hòa Liên bang Đức. Khi quý khách hàng đăng kiểm xe tại trạm đăng kiểm của Kỷ Nguyên Auto sẽ nhận được dây chuyền đăng kiểm lớn và rộng, do đó tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nên thủ tục làm việc rất nhanh gọn. Khu đỗ xe rộng rãi, thoáng mát với khuôn viên trên 3.000m2. Tra cứu hóa đơn đăng kiểm, tra cứu lịch sử đăng kiểm. Quy trình khép kín trong việc phục vụ đăng kiểm, từ trang thiết bị kiểm tra tới chẩn đoán, sửa chữa khắc phục sẽ giúp đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho phương tiện tiến hành dịch vụ đăng kiểm tại trạm. Hứa hẹn sẽ mang lại cho quý đối tác, quý khách hàng những trải nghiệm vượt trên cả sự mong đợi về chất lượng và dịch vụ khi đăng kiểm phương tiện và sửa chữa. Mong muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng trong thời gian nhanh nhất, bảo trì, bảo dưỡng thuận tiện nhất, Kỷ Nguyên Auto không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý cấp 1, phân phối các sản phẩm ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước, giúp cho khách hàng tin tưởng và hài lòng sử dụng dịch vụ của Kỷ Nguyên Auto cung cấp. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của công ty, hoạt động kinh doanh của Kỷ Nguyên có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị trí của mình trong ngành vận tải cũng như tạo niềm tin, sự gắn kết mật thiết giữa công ty và các đối tác, khách hàng. Lãnh đạo của Kỷ Nguyên cũng là những người mà có nghề, tức là rất là hiểu sâu về trong ngành xe, cho nên là đưa ra những cái sản phẩm rất là tối ưu mà trên thị trường bây giờ phải công nhận nó là sản phẩm chất lượng. Với phương châm khách hàng là trái tim của sự phát triển, trên mỗi bước tiến của công ty, nhu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng luôn là định hướng cho sản phẩm, dịch vụ và trí tuệ chung của Kỷ Nguyên Auto. Đối với chúng tôi, lợi nhuận không phải là tất cả. Chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào việc tạo ra ý nghĩa, giá trị trong mỗi việc mình làm và tin tưởng điều đó sẽ đem lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Kỷ Nguyên Auto cam kết với khách hàng chất lượng sản phẩm tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá thành cạnh tranh nhất, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất, chế độ bảo hành tốt, phụ tùng chính hãng. Hơn 20 năm bền bỉ, chinh phục từng cột mốc đáng nhớ, chúng tôi tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng chúng tôi cũng đồng thời hiểu rằng thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Và hành trình ấy sẽ vẫn được tiếp tục, được tiếp bước trong nhiều năm nữa,
Một hành trình của sự tận tâm tạo ra những điều tốt đẹp hướng tới một kỷ nguyên auto mạnh mẽ, vươn mình, xứng đáng là sức mạnh của tương lai. Kỷ nguyên sức mạnh của tương lai. Hệ thống đại lý và chăm sóc khách hàng, công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế HNT, địa chỉ tại Hải Dương, nhà phân phối toàn quốc. Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu ô tô An Phú, địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội, đại lý phân phối bán hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Gia Bảo, địa chỉ tại Hải Dương, đại lý phân phối bán hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Kỳ Nguyên, chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ số 508, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Hoàng Long, địa chỉ tại số 20G/1, đường HT17, khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.